Vâng, đấy bác thấy không? Tất cả đây là đều là những lô nồi Nhật cơm Nhật bãi. Dòng này chưa dùng một lần nào, nguyên thùng xốp. Các bác mua cho tặng biếu. Những sản phẩm này nó báo cáo bác là nhiều bác thì là mua hàng bãi đẹp cho tặng, nhưng nó không thể bằng nồi này được. Nồi này còn chưa dùng lần nào cơ. Đây là nồi Jisu Hi đến từ Nhật, nồi 1 lít 8. Lượng người ăn từ 6 đến 8 người ăn. Nồi 1 lít này từ 3 đến 5 người ăn. Còn nguyên thùng xốp. Mức giá là trước là 6 triệu 9, bây giờ nhập nhiều số lượng là còn 6 triệu 6 một chiếc, 1 lít 8. Còn đối với nồi 1 lít là trước là 5 triệu 9, bây giờ còn 5 triệu 6. Còn bác những cái nồi như này cân cả thùng cả vỏ xốp nó phải lên đến hơn 7 cân. Mà nhân lên cước là bây giờ phải mất gần 2 triệu tiền cước từ Nhật mới được về đến đây đấy bác ạ. Không đơn giản đâu. Bởi vì là ở bên Nhật Bản họ tính ship với phí đường máy bay em nhớ là 260 hay 280 nghìn một cân. Mà một cái nồi cả thùng xốp này nó lên đến hơn 7 cân. Dạo này mua biếu cho tặng thôi nhé, thì quá yên tâm. Mời các bác vào với lại clip em khui hàng chi tiết. Vâng, hôm nay em tiếp tục vào về nồi cơm điện cho bác đấy. Và các bác là em đang nợ hai chiếc thì có hai đơn đấy. Của bác thì em bác đã đặt cọc rồi em Tuấn nợ thì hôm nay em sẽ trả nhé. Nợ hai đơn vậy là nó chỉ còn có ba chiếc với lại một chiếc 1 lít này. À, đây là những mã nồi đến từ đất nước Nhật Bản. Hàng còn nguyên thùng xốp. Chưa dùng một lần nào. Hàng mới nguyên thùng xốp luôn. Hàng Jisohi. Con này bác chú ý hộ em nhé. Con này là VH18 chứ không phải VH10 bác nhé. VH10 khác bác nhé. Đây là đời cao VH18. Tất cả còn nguyên thùng xốp. Chưa một lần nào nấu. Còn nguyên cốc, nguyên thìa. Tóm lại là hàng mới tươi. Nguyên thùng xốp. Từ Nhật Bản về, hàng xịn từ Nhật Bản về. Mức giá đợt này báo cáo bác là lấy theo lô, mấy anh em cùng chung nhau đợt này lô, lần trước lấy lô nó ít đấy, nó khác đợt này lô nó nhiều, có nghĩa là lô đấy là về họ phân lô họ cứ giả dần cho mình đấy, nên là lấy nhiều hơn số lượng nhiều hơn thì các bác đã rẻ hơn được 300 nghìn một chiếc, so với trước là các bác đã rẻ được hơn 300 nghìn một chiếc rồi. Những bác nào lấy tuần trước trước nữa mấy tuần thì bác thông cảm, những thời điểm đấy. À, những chiếc nồi với có mức giá là 1 lít 8 này, nấu từ 6 đến 8 người ăn nhé. Lượng người ăn từ 6 đến 8 người thì có mức giá là trước là 6 triệu 9. Bây giờ rẻ được 300 nữa bác còn 6 triệu 6 bác nhé. Còn 6 triệu 600 nghìn. Còn đối với lại mức cái chiếc nồi mà 1 lít này này, trước là 5 triệu 9, bây giờ các bác có được giảm 300 nữa còn 5 triệu 6 nhé. Một cái là 69 thì còn 66, một cái là 59 thì còn 56. Đã rẻ được 300 nghìn một chiếc rồi, hàng nguyên thùng xốp. Và thêm lại đây về được thêm một chiếc đây, tuần trước thì có Sanier đấy, hôm nay về được thêm một chiếc Sanier nữa đi cùng. Ở đây là bếp từ Sanier, dòng này các bác bếp từ của Nhật nhé, bác có thể nấu nồi đường kính lên đến 30, hơn 30 đấy. Dòng này có em đã có bản test clip trước, ngày trước cũng có rồi đấy. Hôm nay về thêm một con này thì rẻ hơn với con trước được gần 200 nghìn, để cho bác mức giá là 1,5 triệu nhé, 1,5 triệu một chiếc. Con này chạy điện 100V này, điện 100V đấy. Hàng phải nói luôn là đẹp xuất sắc luôn, đẹp xuất sắc cho bác. Quạt màu trắng mà còn quạt như thế này thì bác biết được nồi hấp bếp hầu như chưa dùng. Con Sanier dây, dòng này dây thì rất là bền. Đó. Sanier các bác nhé, 1,5 triệu chiếc Sanier này. Dòng này nấu nhanh lắm. Nói chung hôm trước có mấy con bán hết cũng lô này, mã như này. Em đã có bán mã này rồi nên em không giới thiệu nữa, bởi vì là em bán rồi mà. Có bác thích, các bác không thích dòng này thì các bác nào biết chơi dòng Sanyo này rồi, rất là bền, bền nói chung là bền an toàn, không lỗi vặt. Thì sau đây mà Tuấn sẽ vào đôi 4, 5 cái mã này là đều là nồi 1 lít, 1,8 lít, đều nồi 1,8 lít bác nhé. Đây nó đều là nồi 1,8 lít, báo cáo bác là nồi nguyên thùng xốp chưa, em nhắc nguyên thùng xốp cho bác luôn, đều 1,8 lít, nhưng là cái nào cũng như cái nào đấy. Thì các bác ạ, đây muôi của nó, đây muôi của nó cũng là muôi zin theo nồi luôn nhá, cũng Jisohi luôn, Jisohi muôi cũng zin theo nồi luôn ạ. Đấy các nhìn này, đây zin theo nồi hết ạ, sách hướng dẫn này nấu rồi trong này. Đấy, em nhắc cho bác, nhắc cho bác nhé, cái nào cũng vậy đấy chị ạ. Bác nhớ hộ em nhá, model là VH18 nhá. Đây nó gọi là thùng nồi chưa nấu một lần nào nhá, chưa một lần nào nấu,
nồi mới nguyên nguyên hộp luôn, 6 triệu 6 bác nhá. So với trước bác là rẻ được hơn 300 nghìn, 6 triệu 6 ạ. Nồi chưa một lần nào nấu, ca cốc còn nguyên. Đấy, cái nào cũng như vậy. Nhấc nhấc nhanh cho bác nhìn lượt, bác thích. Cái nào cũng vậy các bạn, như nhau tất, được chưa? Đây, như nhau hết, toàn nguyên thùng luôn, nguyên hộp hết. Đây, cứ nhấc hẳn ra cho bác thích luôn. Đấy, nhấc đây cho bác thích. Một màu thôi nhỉ, màu này nó rất là sạch sang. Mua theo đây, mua theo của nó hết, sạch sang, để như nhau tất đấy. Đấy, nhiều hết, ok chưa? Con này cũng vậy, và con này ba cũng con này vậy, mà con cuối cùng này là con này màu cũng vậy, nhưng mà nó là dòng nồi 1 lít, dòng này thì tầm 3 đến 5 người ăn, còn nồi kia là 6 đến 8 người ăn, nồi này chỉ tầm 3 đến 5 người ăn nhé. Với lượng bây giờ thì nó 6 người ăn đủ người ăn, bây giờ ăn rất ít như ngày xưa, còn nồi cơm Nhật thì nổi tiếng rồi, thế ạ. Đấy, loại này là loại 1 lít, thì dòng này thì tầm 3 đến 5 người ăn. Đấy. Nồi mới tinh. Dòng này là 5 triệu 6, trước là 5 triệu 9, bây giờ còn 5 triệu 6. Không, cứ phải nói rõ thế cho các bác thoải mái. 5 triệu 6. Nồi chưa một lần dùng. 5 triệu 6 này. Đấy, còn dòng này là 6 triệu 6. Trước 69, giờ còn 66. Nguyên thùng xốp. Đây. Thích thì các bác thích em bóc dần cho bác xem. Không phải bảo con nọ khác con kia khác nhé. Nó đều là hàng mới nguyên hộp. Báo cáo các bác là một cái nồi này nó mấy cân. Riêng tiền cước cái nồi này nó hết là triệu rồi. Bởi vì cước đường đi cước máy bay bây giờ nó gần 300 nghìn một cân. Gần 300 nghìn một cân từ Nhật về đây nhé. Gần 300 nghìn một cân. Đấy, nhìn này. Đây, vẫn hai cốc trong này. Vẫn là mã đấy, tất cả nồi chưa nấu lần nào. Gần bây giờ gần 300 nghìn một cân một cái nồi này, bác bảo cả cái thùng này nữa, bác biết là mấy cân không? Thì em xem em đọc thì nó ghi chỗ này bao nhiêu kg. Đây nhá, nồi có ghi 1.8 luôn nhá. Thì em xem nó ghi bao nhiêu kg bác biết. Còn 1.8 này. Số gì nhá, dập tan hết. Em xem là cái thùng này tổng trọng lượng nó không biết nó sẽ báo đâu ấy. Nó sẽ báo bao nhiêu cân ra ngay. Thì bác sẽ tính ra cước luôn mà. Ra cước luôn. Bây giờ có rẻ cũng phải 260 đến 280 một cân. 260 280 một cân. Đấy. Bác đợi em chút nhé, đem ra cân. Đây bác nhá, cái cân này này. Cái cân này là cân hơn 5 cân nó kịch nhá. Mà tay em phải giữ này, em phải xách lên. Có nghĩa là cái nồi này nó phải hơn 6 cân, em thả tay xuống này. Nó quá đấy. Đấy, nó kịch mất kim. Bác nhìn này. Nó kịch với kim không chạy nữa. Thì cái nồi này nó phải 6-7 cân. Thì các bác biết là 6-7 cân bây giờ mà Cứ tính hơn 200 nghìn. Hơn 200 nghìn một cân tiền cước từ máy bay từ Nhật về. Thế bác tính xem, cái nồi này nó hết mất tầm 7-2-14 nữa đây. Riêng tiền cước vận chuyển nó đã hết. Đối với cái nồi này nó đã hết tầm 1,5-1,6 triệu trở lên rồi. Nguyên tiền cước. Các bác cứ gõ vào Google bác xem tiền cước vận chuyển từ Nhật về bao tiền một cân ra luôn. Nên là những mức giá này báo cáo các bác là hàng đã được từ bên ấy về đây nó cũng không đơn giản. Không đơn giản. Những mức giá này là quá mềm cho bác rồi. Cực kỳ mềm rồi. Phải nói là quá rẻ cho bác này. Bác tính là nguyên một cái nồi như thế này đã mất gần 2 triệu tiền cước. Chưa có cái gì cả. Chưa được sử dụng. Chỉ có cước không ấy. Đấy. Đây. Bóc nốt cho các bác cho thích. Thế không? Tất cả đều hàng nhé, chuyển luôn. Nên là báo cáo các bác là những chiếc nồi này bác về bác mua bác tặng, dòng này làm quà biếu mua tặng thì quá quá tuyệt vời rồi. Đúng không? Đấy, đúng chưa bác?